sư phụ vì thu phục đại yêu cùng địa phủ ký kết khế ước địa tạng vương bồ tát tự mình ra tay hàng phục đại yêu sư phụ cũng không biết đi nơi nào vì tìm được sư phụ cởi bỏ thân thế của mình không thể không tiếp tục đi về phía trước chương một cố sự bắt đầu quan hệ chặt chẽ bạn đang nghe tại truyện chấm audio tôi được ông bà nội nuôi lớn nghe bà nội nói khi tôi còn sống trong nhà có một lão đạo lão đạo kia vừa vào cửa đã chúc mừng hai ông bà bọn họ ông bà nội tôi không rõ liền hỏi ông chuyện gì xảy ra lão đạo kia đã nói hai ông bà bọn họ lập tức sẽ có cháu trai hơn nữa còn là một tiểu tử thấy ông bà nội còn đang hoài nghi lão đạo kia đem tình huống nhà ta một năm một mười đều nói ra ba tôi không thường xuyên ở nhà thậm chí đôi khi lễ mừng năm mới cũng sẽ không về nhà lúc mới bắt đầu ông bà nội đối với đứa con một bọn họ còn rất lo lắng còn thường xuyên gọi điện thoại cho ông hỏi tình huống ví dụ như công việc thế nào có bạn gái hay không cho đến có một lần hắn ba năm cũng không trở về nhà ông bà nội liền ngồi không yên con một của bọn họ nhiều năm cũng không về nhà một lần cho dù gọi điện thoại cũng là qua loa vài câu liền kết thúc luôn lấy công việc bận rộn từ chối đôi khi thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi được tình huống như vậy đặt ở trên người cha mẹ nào cũng chịu không nổi cuối cùng hắn cùng nhị lão đại cãi nhau một trận thế cho nên đến bây giờ hắn cũng không liên lạc với nhị lão ông bà nội cho rằng cuộc sống sau này cứ như vậy thì lão đạo này xuất hiện nghe được lão đạo một năm một mười đem tình huống nhà hắn đều nói ra ông bà nội lúc này mới tin lão đạo này liền hỏi hắn khi nào thì bọn họ sẽ có tôn tử lão đạo kia nói ngày hôm sau tôn tử của hắn có thể tới vừa mới bắt đầu hai ông bà còn rất buồn bực con trai của bọn họ ngay cả kết hôn cũng chưa kết hôn mà ngay cả có bạn gái hay không cũng không biết cháu trai lớn này ngày hôm sau có thể về nhà hai người bọn họ liền suy nghĩ có phải hay không lừa gạt a à, chỉ vì lừa gạt một bữa cơm lão đạo kia cũng thật chân thật đem tình huống đều nói ra a à, lão đạo kia đã nói đợi đến ngày mai cháu trai trở về hắn sẽ biết thật đúng là cháu ruột lão đạo kia cũng là thần thần bí bí đem hai lão cũng là chỉnh không được lão đạo kia liền chuyển đề tài ngượng ngùng hỏi có thể ăn chực bữa cơm hay không bà nội liền kéo ông nội qua một bên thảo luận Ý tứ ban đầu của ông nội chính là trực tiếp đuổi lão đạo kia đi là được, bà nội bảo hắn chờ xem trước, cho dù hắn là kẻ lừa đảo hắn không phải cũng đem chuyện trong nhà nói ra sao. Hơn nữa lão đạo này xác thực là vừa tới nơi này, căn bản không có thời gian đi hỏi thăm những thứ này, hơn nữa những thứ này đều là chút chuyện phím, trong thôn ngoài thôn trò chuyện coi như đề tài ha ha liền đi qua, không ai sẽ cho là thật. Cuối cùng ông bà nội vẫn là quyết định lưu hắn một đêm cộng thêm một bữa cơm nếu như lão đạo này nói là thật vậy thì lại hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi nếu như nói đều là giả vậy thì trực tiếp đuổi hắn đi lão đạo này một bàn cơm con mắt đều bốc hết bộ dáng lan thôn hổ yết để cho ông bà nội trong lòng lại không yên ông nội đều có trực tiếp đem hắn đuổi đi xúc động sau khi ăn xong tán gẫu việc nhà biết lão đạo đến từ một đạo quán tỷ thế trong dãy núi kỳ liên từ lúc bắt đầu nhớ chuyện đã theo các sư phụ sư huynh cùng nhau tu hành Trước kia sư phụ mang theo các sư huynh của hắn xuống núi kháng nhật không bao giờ trở về, hắn chờ đợi chính là 20 năm. Cuối cùng thừa dịp mình còn có chút khí lực liền xuống núi Vân Du Tứ Phương. Ngày hôm sau cũng sắp giữa trưa cũng không thấy bóng dáng của ta trong miệng lão nhân này, ông bà nội cũng không chịu nổi tính tình, lão đạo bảo hai người bọn họ đừng có gấp gáp lập tức tới nơi. Còn chưa nói xong, bên ngoài sân đã có một chiếc xe dừng lại, người đi xuống chính là ba tôi cho đến khi nhìn thấy ông ông ra một đứa bé từ ghế sau xe hai ông bà già đều trợn tròng mắt cuối cùng ba tôi chỉ để lại một câu là hôn về sau sẽ nói cho ông bà nội tôi biết còn có thể trở về rồi lại rời đi bà nội tôi nhìn tôi trong lòng cũng sửng sốt nửa ngày nhìn về phía ông nội tôi á khẩu không trả lời được ông nội tôi cũng không biết nên nói cái gì cũng vẫn nhìn tôi sửng sốt nửa ngày lúc này ông bà nội ta mới phản ứng được lão đạo này thật sự có bản lĩnh lập tức nhìn về phía lão đạo này rất hiển nhiên ông bà nội ta cũng không thể nào tin tưởng ta là con ruột của con trai bọn họ lão đạo kia nhắm mắt lại gật gật đầu thấy lão đạo cũng đứng đắn ông bà nội vội vàng cảm ơn lão đạo lão đạo kia nhắm mắt lại ngồi thật lâu liền nói với ông bà nội ta ta nhất định không tầm thường tuy rằng việc vặt phong phú nhưng cũng là bình an sau đó liền nói muốn thu ta làm đồ đệ hỏi ông bà nội ta có đồng ý hay không ông bà nội ta cũng bị thủ đoạn của lão đạo này thuyết phục lúc ấy liền đồng ý lão đạo này làm sư phụ của ta sau đó lão đạo kia liền quyết định ở lại thôn chúng ta bồi dưỡng ta cuối cùng còn tu sửa tiểu đạo quán cho lão đạo vừa mới bắt đầu những người khác trong thôn vừa nghe nói nhà ta có một lão đạo tới không ít người đều tới nhà ta mời lão đạo này hỗ trợ xử lý sự tình lão đạo này cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế đem tiền kiếm được đều đưa cho ông bà nội ta thường xuyên qua lại liền truyền ra khắp mười dặm tám xã ta chân chính đi theo lão đạo học bản lĩnh là từ hai tuổi bắt đầu khi đó cũng không hiểu chuyện dù sao nghe bà nội nói ta là chân chính bái sư cũng là từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện liền bắt đầu đi theo lão đạo chạy khắp nơi có người trong nhà nếu xảy ra chuyện gì giải thích không rõ sẽ đến mời sư phụ ta liền theo sư phụ đi giải quyết lúc không có chuyện gì sư phụ liền dạy ta biết chữ rèn luyện còn có thuật pháp đạo gia gì đó ở khoảng 10 tuổi đã có thể thuần thục vẽ phù niệm chú. Đương nhiên sư phụ đối với việc rèn luyện khối này của ta cũng đặc biệt nghiêm khắc, thế cho nên từ nhỏ đến lớn thể trạng của ta đều tốt hơn hài tử cùng tuổi không biết bao nhiêu. Hơn nữa văn hóa lão đạo giáo cũng không ít hơn người khác. Thường xuyên qua lại ta ở thập lý bát hương cũng có chút danh tiếng. Năm tôi 16 tuổi, một sự kiện lớn đã xảy ra. Chương 2 Tám đuôi hỏa hồ, nhập môn sân trường. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Mới ra đời, thi thố tài năng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Tiến vào sân trường, bắt đầu điều tra Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Sau khi mở cửa một cổ âm khí đập vào mặt, trong phòng tối như mực bởi vì ban ngày có thể nhìn thấy một ít đồ dùng trong nhà, con gái Triệu Lập Nghiệp liền ngồi xổm bên cạnh giường, tôi từ trong túi sách lấy ra một bó dây thừng giao cho Vương Kiến Quốc, Vương Kiến Quốc hiểu ý tiếp nhận dây thừng. Tôi chậm rãi đi tới, Vương Kiến Quốc theo sát phía sau tôi, lúc này con gái Triệu Lập Nghiệp đột nhiên nhào tới, tốc độ rất nhanh. Tôi nghiêng người né tránh rồi đè cô ấy xuống đất, găng tay đụng vào người cô ấy toát ra từng đợt khói đen, con gái Triệu Lập Nghiệp cũng phát ra tiếng thét đau đớn mau tới, ta đem nàng đè lại, kêu ngươi ngựa A kêu, câm miệng. Bằng không tiểu gia ta hiện tại liền diệt ngươi. Ta một cái tác vỗ vào gáy nàng nói. Vương kiến quốc sau khi nghe được lập tức đi tới dùng dây thừng trói nàng lại, sau khi trói nàng lại ta liền ném nàng lên giường. Tôi đi tới cửa bật đèn lên, lúc này con gái triệu lập nghiệp lại kêu lên, tôi đi tới bên giường triệu lập nghiệp và vợ cô ấy cũng đi vào. Mộng Di vợ triệu lập nghiệp nhìn thấy bộ dạng này của con gái mình liền xông tới triệu lập nghiệp ngăn cô lại bây giờ nó còn chưa phải là con gái ông trước đừng qua đó tôi quay đầu nói với vợ triệu lập nghiệp con cảm thấy ánh đèn này đau hay là găng tay này của mẹ đánh vào người con đau tôi nhìn con gái triệu lập nghiệp hỏi nàng sợ hãi nhìn găng tay trên tay ta dùng thanh âm khàn khàn hồi đáp găng tay xem ra ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy thẳng thắn khoan dung kháng cự nghiêm khắc trước tiên đem sự tình trải qua hoàn toàn toàn bộ đều nói một lần sau đó ta đưa ngươi đi đầu thai nếu như ngươi không phối hợp hẳn là biết kết cục đi thật sao nàng nghi hoặc hỏi tôi gật đầu đáp lại chúng tôi vốn trốn trong một tòa nhà không có người là bọn họ đêm hôm đó xông vào sau đó tôi liền tìm một người nhập vào xem ra các ngươi còn không chỉ có một những quỷ khác đâu ngươi lại chết như thế nào những thứ khác ta không biết ta liền nhớ rõ ta tỉnh sau đó liền thành quỷ ta cũng không biết ta chết như thế nào ta nhớ rõ ta cũng là cùng khuê mật của ta đi qua cái kia lâu sau đó liền trở lại ký túc xá ngủ tỉnh lại liền phát hiện ta ở đây được xem ngươi không giống nói dối ta đây liền trực tiếp đưa ngươi đi đầu thai đi nữ quỷ bám vào nữ nhi triệu lập nghiệp này nghe được ta muốn đưa nàng đi đầu thai vội vàng hướng ta nói cám ơn tay ta nắm chỉ quyết niệm một đoạn vãng sinh chú nữ nhi của triệu lập nghiệp liền thẳng tắp nằm xuống. Ta cởi găng tay ra vỗ vỗ tay nói. Kết thúc công việc. Triệu lập nghiệp bối rối. Cái này. Cái này xong việc. Chỉ nói hai câu là xong việc. Vương Kiến Quốc lúc này nói. Ngươi còn tốt một chút, nhà ta cái kia vừa mới bắt đầu hảo hảo nói chuyện vẫn là không phục, để sư phụ hắn một cái miệng đánh lão thành thật thật đấy thế còn con gái tôi con gái tôi thế nào rồi vợ của triệu lập nghiệp hét lên con gái anh không sao mở rèm cửa sổ ra để ánh mặt trời chiếu vào một lát là nó có thể tỉnh sau khi bọn họ dựa theo phương pháp tôi nói mở rèm cửa sổ ra ước chừng nửa giờ con gái triệu lập nghiệp chậm rãi mở mắt hai người bọn họ nhìn thấy con gái mở to mắt liền vội vàng tiến lên hỏi thăm tình huống được rồi các ngươi đừng quấy rầy nàng trước hết để cho nàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi nàng hiện tại phi thường suy yếu vương kiến quốc đem nữ nhi của ngươi gọi lại đây ta hỏi nàng chút chuyện triệu lập nghiệp và vợ ông ta nghe tôi nói chuyện cũng vội vàng nói lời cảm ơn vương kiến quốc cũng gọi con gái bà ta đến các ngươi có phải hay không đi qua một cái lầu đổ nát ta nhìn vương kiến quốc nữ nhi hỏi vâng có ai khác ngoài hai người không còn hai đứa nữa còn đang đi học hôm nay là cuối tuần trường chúng ta nghỉ tôi cúi đầu trầm tư quỷ nhập vào vương viện viện và triệu mộng di là đến từ cùng một chỗ vậy chứng minh không chỉ hai con này nếu bốn người và hai người đều bị chiếm hữu thì hai người kia không có lý do gì để không bị chiếm hữu bây giờ anh có thể liên lạc với hai người bạn cùng phòng khác của anh không tôi vội vàng nói vương viện viện lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho một người bạn cùng phòng một người trong đó không đã thông lại đổi một người khác đã thông kết quả hai người bạn cùng phòng đều không đã thông còn tiếp tục đánh nữa không vương viện viện hỏi không cần đánh các nàng khả năng đã xảy ra chuyện hôm nay là chủ nhật ngày mai vừa vặn là thứ hai ngày mai đi trường học báo danh như thế nào vương kiến quốc có thể lúc nào đi báo cáo cũng được được rồi vậy thì tốt rồi ngày mai đi báo cáo à đúng rồi tôi thiếu chút nữa quên mất một chuyện triệu lập nghiệp đây là số thẻ của tôi thù lao gửi vào thẻ của tôi là được về phần cho bao nhiêu thì cậu tự mình xem là được tôi đối với tiền nhiều tiền ít không có khái niệm gì thu dọn xong chuyện nhà triệu lập nghiệp vương kiến quốc liền đưa tôi về nhà sau khi nói với ông bà nội chuyện phải đi học bọn họ tỏ vẻ rất đồng ý ngày hôm sau vương kiến quốc liền kéo tôi và con gái ông ta đến trường học bởi vì vương kiến quốc là cổ đông của trường này cho nên làm thủ tục nhập học cũng rất nhẹ nhàng sau khi điền một ít tin tức liền đi thu dọn ký túc xá thu dọn xong ký túc xá liền đến phòng học báo danh tôi được phân đến lớp bên cạnh vương viện viện chính là bởi vì vương viện viện là nhân vật cấp bậc hoa khôi trường trong nhà còn đặc biệt có tiền cho nên cô ấy vừa đến lớp chúng tôi liền sinh ra oanh động không nhỏ bạn cùng bàn kích động nói đậu má nhất phàm ngươi ngày đầu tiên tới đã có thể gặp được chuyện tốt này ngươi thật đúng là hưởng phúc a à. chật 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 ai ai ai, nàng như thế nào hướng bên này đi tới? Không phải là tới tiền ta chứ? Có lẽ vậy. Tôi bất đắc dĩ đỡ trán. Trần Nhất Phạm, em có một số việc muốn nói với anh. Bạn cùng bàn của tôi lúc ấy liền bối rối, tôi ngay tại bạn học cùng lớp ánh mắt giống như ác lan cùng vương viện viện rời khỏi phòng học, coi như là đi tới trong hành lang, cũng đưa tới không ít biểu tình muốn ăn thịt tôi của người khác. Thế nào rồi? Tôi mở miệng hỏi trước. Vẫn không có tin tức Vương viện viện lắc đầu nói Được rồi, đa tạ Khi tôi trở lại lớp Mọi người trong lớp nhìn tôi như một bầy sói đói Ai, làm sao vậy Ta như thế nào cảm giác có một cổ sát khí A à? Người không biết Lưu Khải nghi hoặc hỏi Tôi có biết gì không Tôi giả vờ như không biết Vương viện viện chính là hoa khôi của trường Nữ thần trong mộng của nửa năm sinh trường học Ngươi dám ở trước mặt bọn họ trực tiếp hẹn hoa khôi của trường, hơn nữa còn là hoa khôi của trường chủ động hẹn ngươi, trong này khẳng định có mờ ám. Nói mau. Hai nhà chúng ta quen biết, ta chính là để vương viện viện giúp ta một việc, có như vậy ta hồ sao? A à là như vậy a, à, được, ngươi ở chỗ ta tránh được một kiếp, người khác vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lưu Khải này là người đầu tiên tôi quen biết khi đến trường học này trải qua nói chuyện phím tôi biết anh ta vẫn ở cùng ký túc xá với tôi, hơn nữa trong miệng anh ta biết không ít chuyện bát quái của trường học này. Chương 5 Chinh Chiến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Hắc Bạch Vô Thường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Trở về bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 8 Đoàn tụ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngươi Ngươi là cha ta. Ta nghi hoặc hỏi. Nói nhảm, ta không phải cha ngươi, ai là cha ngươi, ngươi hỏi câu này. Ai, cha ngươi ta cũng có lỗi với ngươi, từ nhỏ ta đã đưa ngươi đến bên cạnh ông bà nội ngươi cũng chưa từng quản ngươi, ngươi cũng phải biết cha lúc ấy cũng là bất đắc dĩ lúc ấy sự nghiệp của cha đang ở thời kỳ thăng tiến có rất nhiều người đều muốn xử lý cha ta hơn nữa mẹ ngươi khi đó vừa mới sinh ngươi ra không bao lâu hai ta bất đắc dĩ mới đưa ngươi đến chỗ ông bà nội ngươi hiện tại sự nghiệp của cha ta cũng ổn định lại chuẩn bị đón các ngươi đến chỗ ta chào chú cháu tên là lưu khải bố cháu kinh doanh quần áo lưu khải nịnh nọt nói ồ con là con trai của ông lưu bố tôi nói như thế nào ngươi biết cha ta ta tiến đến bên tai lưu khải nhỏ giọng nói móa ai không biết cha ngươi nha thành phố a thường giới đế vương thành phố a ai không biết cha ngươi nha ông bà nội nghe xong nói chúng ta ở cái này trong sân cũ ở thói quen ở không quen trong thành thị hoàn cảnh ngươi muốn đi liền mang theo tiểu phạm đi đi thật tốt cũng để cho tiểu phạm đi xem mẹ nó về sau rảnh rỗi các ngươi đều trở về xem một chút là được đương nhiên ông bà nội nghe được những lý do thoái thác này của cha tôi cũng là tán thành cha tôi hơn nữa cha tôi cũng vội vàng xin lỗi ông bà nội tôi cuối cùng ông bà nội cũng tha thứ cho cha tôi không phải cha cha nói nhiều như vậy rốt cuộc là cha làm cái gì nếu là làm gì ta thật đúng là nói không tốt tóm lại cha ngươi công ty của ta cái gì cũng có húng hồ cha ngươi đoạn đường này ta đi tới a quả thật rất dễ dàng ngươi đại bá chính là ta đại ca đoạn đường này thành tựu đều là ngươi đại bá cho hiện tại ngươi đại bá thoái ẩn không hề hỏi đến thương giới chuyện cho nên liền đem tất cả sản nghiệp đều giao cho ta ngươi cái này tiểu huynh đệ nhãn lực không tệ ta vừa mới thượng vị một năm chính là bởi vì cần đứng vững gót chân cho nên mới kéo dài một năm mới chậm chạp không có trở về cả nhà chúng tôi vui vẻ ăn cơm xong cha tôi nói với tôi tiểu tử ta lần này trở về không riêng gì là thăm ông bà nội ngươi cũng là trở về tìm ngươi chúng ta cũng nên trở về tìm mẹ ngươi đi mẹ ngươi không biết có bao nhiêu muốn gặp ngươi đâu ta cảm giác ta nếu không tìm được mẹ ngươi không chừng đều có thể bị trầm cảm có nghiêm trọng như vậy sao ta cười hỏi anh không biết dù sao mẹ em ngày nào cũng nhắc tới em tôi và ba tôi vào thành phố lưu khải ở lại nhà tôi với ông bà nội tôi trước ba tôi lái xe kéo tôi đến một tòa nhà trong thành phố a trên nóc tòa nhà kia sáng loáng treo bốn chữ to tập đoàn Trần Thị, trong lòng tôi chăm chọc. Có cần phải cao điệu như vậy không? Tôi và ba tôi vừa đi vào tòa nhà công ty đã có không ít người đi tới chào hỏi ba tôi, ba tôi cũng nhất nhất đáp lại, điều này chứng tỏ danh dự của ba tôi trong công ty không tốt bình thường. Hơn nữa cũng nghe được không ít người đang nghị luận cái gì nhân viên A, à, ai ai ai, cậu xem Trần Tổng mang về đứa bé này là ai, nhìn rất giống Trần Tổng nhân viên b cô không biết sao trần tổng và vợ anh ta có một đứa con trai vợ anh ta mỗi ngày đều nhắc tới trần tổng tìm con trai cho cô ấy ba tôi dẫn tôi vào thang máy công ty ông nhấn nút tầng cao nhất nói một cách đê tiện lần này anh về nhà cũng không biết em cũng ở nhà hai lần trước thiếu chút nữa ổn định lại mẹ em còn mặc giày mày dạng theo anh về nhà tìm em tìm mấy lần em không ở nhà bà dứt khoát để cho anh đi hỏi thăm em cuối cùng nghe được em đã đi học hai chúng anh liền định không quấy rầy em, chờ em nghỉ trở về sẽ đi tìm. Đúng rồi, lát nữa đến văn phòng em đừng gấp gáp đi vào, chờ anh cho em đi vào em lại đi vào, nghe thấy không? Cho mẹ em một kinh hỉ. Được được được, đều nghe lời ngươi, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn làm một bộ như vậy. Ta bất đắc dĩ nói. Bố tôi đẩy cửa vào văn phòng và nghe thấy mẹ tôi nói. Lần này về nhà có thấy con trai không? Nhi Tử Nha ta ngược lại không phát hiện. Bất quá lần này ta mang tới một người ngươi bảo đảm cao hứng. Chợt nghe thấy cha ta mang theo tranh công nữ khí nói. Ngoại trừ nhìn thấy con trai có thể làm cho ta cao hứng, ai còn có thể làm cho ta cao hứng a? À, chân thật, ta không phải đã nói người khác ngươi gặp không được sao? Anh còn có thể lừa vợ em sao? Vào đi. Tôi nghe cha tôi gọi và đẩy cửa vào văn phòng. Vợ ơi, nhìn xem đây là ai? Tôi hỏi. Lần đầu tiên mẹ tôi nhìn thấy tôi, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn thoáng qua cha tôi, giống như đang xác định cái gì đó, sau đó xoát một cái nhào vào người tôi. Con trai, thật sự là con trai mẹ, con không biết mẹ nhớ con bao nhiêu đâu. Nói xong mẹ tôi liền ô ô khóc lên. Khi tôi nhìn thấy người mẹ chưa từng gặp mặt này, trong lúc nhất thời tôi cũng không biết nên nói cái gì. Hơn nữa ai có thể nghĩ đến nữ nhân hơn 20 tuổi này có gần 40 tuổi hơn nữa còn từng sinh con không phải cha đây thật sự là mẹ ruột của con ta hoài nghi hỏi mẹ tôi người đàn ông tôi đột nhiên buông tay ra và tát vào gáy tôi xú tiểu tử ta không phải ngươi mẹ ruột ai đúng a à, vừa thấy mặt thứ nhất liền hỏi này không có đầu óc lời nói có phải hay không tìm đánh mẹ tôi ôm mặt tôi nhìn nửa ngay con trai à con chịu khổ rồi đều là hai chúng ta có lỗi với con không có việc gì mẹ, con trai của mẹ đây không phải rất tốt sao, ông bà nội ta cùng sư phụ ta đem ta chiếu cố rất tốt đâu này. Mẹ nghe ba con nói con theo một lão đạo học không ít năm phải không? Đó không phải đều là một ít mánh khóe gạt người sao, có cái gì đáng tin? Mẹ ta vẽ mặt khinh thường nói. Sau đó ta cởi nửa tay áo trên người ra cho bọn họ xem, bọn họ nhìn thấy vết sẹo trên người ta trong nháy mắt cũng ngây ngẩn cả người, ta mặc quần áo tử tế nói các ngươi cảm thấy vết sẹo này của ta từ đâu mà có sau đó ta đem chuyện phát sinh mấy năm trước một năm một mười đều nói một lần bố mẹ tôi cũng im lặng rõ ràng là họ không tin rất hoang đường đúng không không tin mọi người có thể đi hỏi trần kiến quốc và triệu lợi nghiệp chuyện của triệu lợi nghiệp là do tôi làm bố mẹ tôi vẫn tỏ ra không mấy tin tưởng còn không tin quên đi đến lúc đó các ngươi sẽ biết ta nói đều là sự thật Lão Trần, hôm nay là con trai chúng ta cùng chúng ta gặp mặt ngày đầu tiên, ngươi liên hệ khách sạn chuẩn bị bàn tốt, sau đó đem ba mẹ đều gọi tới, con trai ngươi là không biết bà ngoại của ngươi lão gia còn ầm ý muốn tìm ngươi đâu. Sau đó ba tôi đầu tiên là gọi điện thoại cho ông bà ngoại tôi, sau đó về quê đón ông bà nội Lưu Khải tới, bên mẹ tôi cũng vậy, dẫn tôi đi đón ông bà ngoại tôi. Tôi nghe ba tôi nói qua, mẹ tôi vốn sinh ra trong thế gia nổi danh, họ văn nghe nói ông ngoại tôi từ lúc còn trẻ đã bắt đầu kế thừa gia sản, khoảng thời gian cha tôi gặp chuyện không may cũng là ông ngoại tôi giúp đỡ mới bình an vượt qua nguy cơ lần đó. Chương 9 Trung Quy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Bãi Tha Ma Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét